Đây là một trường hợp gia chủ nhờ mình soi khám ban thờ thần tài thổ địa nhà bạn tại gia, và ban thờ này thì bạn nhờ thầy lập, nhưng công việc kinh doanh bán hàng ngày càng đi xuống. Thì đầu tiên, vị trí tọa của ban thờ đang đặt ở góc chéo hợp với hướng tuổi của gia chủ, tuy nhiên bị phạm vào một lỗi rất nghiêm trọng về thế tọa không vững vàng dẫn đến việc ban thờ không tụ khí tụ lộc được, làm ăn bị thất thoát. Góc đặt chéo của ban thờ tạo ra các cái luồng sát khí cực kỳ không tốt khi an vị ban thờ. Các lỗi sai cơ bản của ban thờ đấy là dùng bài vị gương, tượng chưa được yểm cốt thất bảo, lưu cử vàng mã trên ban thờ không hóa, gia chủ thờ cây lộc thay vì thờ hoa tươi khiến ban thờ bị xung khắc về ngũ hành, dùng các vật phẩm linh vật nhựa không hề hỗ trợ cho việc chiêu tài trấn trạch, và ánh sáng trên minh đường thì chưa đủ độ sáng để giúp cho ban thờ tụ dương khí tốt hơn. Gia chủ có chia sẻ là trên bài vị thì thầy có đặt một cái lá bùa và gia chủ không biết đây là bùa gì. Và bây giờ thì bạn mới phát hiện ra là thầy đang nuôi âm binh nên sinh ra rất là lo lắng. Và các gia chủ lưu ý rằng đối với ban thờ thần tài thì không cần yểm bất kỳ một loại bùa nào hết. Bởi vì đây là ban thờ thờ chủ quản địa tài, thờ thần linh của khu đất ấy, thế nên việc yểm bùa là không được phép. Nên các gia chủ cần phải lưu ý ở cái vấn đề này. Nếu bạn gia chủ nào đang gặp trường hợp tương tự như bạn gia chủ này thì kết nối với mình thì mình sẽ hỗ trợ soi khám ban thờ thần tài thổ địa, hỗ trợ cân chỉnh lại ban xin xá bùa để làm sao để ban thờ có tụ tài tụ lộc và làm ăn kinh doanh được thuận lợi tốt hơn nhé.